Tiếp theo tớ sẽ hướng dẫn các bạn móc mũi kép 2. Như vậy mũi kép 2 thì nó trong cái chạc hình nó sẽ có ký hiệu như thế này. Như thế này là mũi kép. Như vậy thì bây giờ gạch thêm một gạch chỗ này nữa thì chúng ta hiểu đây là mũi kép 2. Đó, như vậy mũi kép 3 thì chỗ này sẽ có 3 gạch. Bây giờ chúng ta thực hiện mũi kép 2. Các bạn chú ý nha. Như vậy đối với mũi kép 2 thì nó sẽ có chiều cao bằng 4 lần chiều cao của mũi bính. Như vậy bây giờ tớ sẽ thực hiện mũi kép 2. Bây giờ chúng ta lấy một lượt này. Xong tiếp tục ta vòng kim, ta lấy sợi. Như vậy ta sẽ có 1 này, 2 này. Hai lần hai vòng như này. Sau đấy chúng ta đâm kim. Xuống ta lấy sợi lên. Ta móc này. 1 này. Tiếp tục nhé. 2 này. Rồi, tiếp nữa. Đó, như vậy chúng ta thực hiện xong một mũi kép đơn. Là một mũi kép 2. Đấy, chúng ta lấy 2 vòng này. Sau đấy ta đâm kim xuống. 1 này. 2 này. Lấy qua một vòng, tiếp tục qua một vòng nữa này, rồi tiếp một này, hai này. Đó, như vậy thì tôi thấy các bạn thấy là cái mũi kép hai nó sẽ có chiều cao hơn mũi kép như nãy tôi móc như này, cao hơn một chút. Các bạn quan sát rõ, thực hiện nốt này. Một, hai. Lấy hai vòng nhưng tôi gọi là mũi kép hai thôi, tôi nghĩ vậy. Một này. Rồi, như vậy đã thực hiện xong mũi kép 2, mũi kép 3 thì chúng ta tương tự, ta lấy 3 vòng, sau đấy chúng ta móc lần lượt